Kênh Đông Nam Tây Bắc xin chào các bạn. Đừng tiếc like, share khi xem video. Trứng chuột rút, dấu hiệu của nhiều bệnh. Chuột rút là gì? Chuột rút là tình trạng co thắt cơ đột ngột gây ra đau dữ dội ở một bắp thịt, làm cho bệnh nhân không tiếp tục cử động được nữa. Tuy mọi bắp thịt đều có thể bị chuột rút, nhưng bệnh này hay xảy ra ở cẳng chân, đùi, bàn tay, bàn chân và cơ bụng. Chuột rút gây ra nguy hiểm nếu bạn đang bơi dưới nước, ngồi bên cạnh bếp lửa, khi đang lái xe. Những người hay bị chuột rút. Trứng hay bị chuột rút, đồng bào miền Nam hay gọi là vọp bẻ, thường xảy ra khi chúng ta vận động quá sức. Các đối tượng dễ bị chuột rút là người vận động viên thể thao, người leo núi, leo cầu thang nhiều tầng, phụ nữ mang thai, lao động luyện tập trèo, đèo, leo dốc với cường độ cao, cơ thể bị mất nước, mất muối đều dễ dẫn đến bị chuột rút. Bệnh thường xảy ra trong các trường hợp ngủ ban đêm khi đang vận động cơ bắp trong thời gian dài liên tục, nhất là khi mệt mỏi, đói, khát nước. Lý giải nguyên nhân bị chuột rút thường xảy ra vào ban đêm khi ngủ, các nhà chuyên môn cho rằng người nào mà ban ngày lao động nặng nhọc, bị mệt mỏi hoặc đứng lâu trên nền cứng do cơ bắp không hoạt động, căng thẳng thì ban đêm bị chuột rút. Chuột rút trong khi đang vận động thường gặp ở các bắp thịt lớn gây ra chuột rút bắp chân và đùi. Khi đó cơ bắp bị mệt mỏi, vận động quá lâu, quá mạnh, vận động khi thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh, cơ thể bị mất muối làm giảm nồng độ K cộng, mangan, natri, canxi trong máu. Thêm nữa, tình trạng vận động nhiều còn gây lắng đọng axit lactic trong bắp thịt dẫn đến rối loạn truyền dẫn tín hiệu giữa dây thần kinh và cơ bắp, nên dù bộ não muốn cơ thư giãn sau khi thử động, nhưng cơ vẫn tiếp tục co rút gây ra đau. Như vậy, những người ngồi làm việc lâu không thay đổi tư thế cũng thường bị chứng co cơ. Thời tiết nóng bức mà vận động cơ thể hiện ra nhiều mồ hôi gây mất nước và mất muối cũng dẫn đến bị chuột rút khi vận động mạnh và kéo dài. Những người sử dụng một số loại thuốc chữa bệnh như statin, penicillin, thuốc nợ tiểu làm giảm kali và magie cũng dễ bị chuột rút. Bệnh nhân các bệnh tiểu đường, Parkinson, đường huyết thấp, thiếu máu, bệnh tuyến giáp, bệnh thận đang lọc máu, rối loạn tuần hoàn, bệnh giãn tĩnh mạch chi dưới đều có thể dễ bị chuột rút. Thai phụ hay bị chuột rút là thiếu chất gì? Từ tháng thứ 6 trở đi của thai kỳ do thiếu canxi, phosphor, magnesium, do sức nặng và độ lớn của tử cung chèn ép vào các mạch máu chi dưới hoặc do các cơ chi dưới phát triển mang sức nặng của cơ thể. Cách xử lý khi bị chuột rút, đang vận động bất ngờ bị chuột rút sẽ rất đau bắp thịt khiến người phải dừng lại không cử động được nữa. Muốn khỏi đau nhanh chóng cần thực hiện các thao tác sau đây. Dừng vận động, cố gắng thả trùng chi bệnh để thư giãn bắp thịt đang bị co rút, nhẹ nhàng xoa bóp bắp cơ. Nếu có dầu nóng thì xoa dầu lên vùng da và bắp thịt đang bị co rút rồi xoa bóp nhẹ nhàng. Nếu chuột rút ở cẳng chân, bạn nên nhẹ nhàng vươn duỗi cơ theo chiều đối ngược, kéo đầu ngón chân và bàn chân lên cao hướng về phía đầu gối. Khi chân hay bị chuột rút ở bắp đùi, cần nhờ người khác kéo cẳng chân ra, một tay nâng cao gót chân, tay kia đồng thời ấn đầu gối xuống. Trường hợp chuột rút cơ xương sườn, bạn phải hít thở sâu để thư giãn cơ hoành, đồng thời xoa bóp nhẹ các bắp thịt xung quanh đầu ngực. Uống nước trà đường nóng, cà phê pha ngọt, nước orezon, nước cam, nước chanh. Sau khi đã qua cơn đau, về nhà bạn tắm nước nóng để thư giãn bắp thịt. Bạn nên đi giày vừa chân, gót giày không quá cao. Bị chuột rút uống thuốc gì? Có thể dùng một số loại thuốc điều trị chuột rút như vitamin E, thuốc thư giãn cơ. Bình thường chuột rút không kéo dài và không nguy hiểm, nhưng nếu chuột rút xảy ra khi đang lái xe, điều khiển máy móc, đang đi bơi dưới nước thì có thể gây tai nạn, chết đuối. Nếu thỉnh thoảng bạn mới bị chuột rút thì không đáng ngại, nhưng nếu bạn thường xuyên bị chuột rút hoặc bị chuột rút gân đau đớn thì cần đi khám bệnh, xét nghiệm để biết chẩn đoán và điều trị đúng bệnh. Phương pháp phòng bệnh, bạn hoàn toàn có thể phòng bệnh chuột rút bằng cách uống nhiều nước. Tốt nhất là các loại nước giàu chất khoáng như nước orezon, nước chanh đường muối, nước dừa. Trước, trong và sau khi luyện tập lao động, đi bộ, leo núi, khởi động thật tốt trước khi vận động cơ thể. Trước mỗi buổi tập, tập thư giãn cơ bắp trước và sau mỗi lần luyện tập, tập vươn duỗi chân vào buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng khi thức dậy. Khi ngồi, co bàn chân về phía đầu gối càng cao càng tốt để máu dễ dàng lưu thông ở bắp thịt cẳng chân. Thực hiện chế độ dinh dưỡng cân bằng, đủ các chất đạm, đường, béo, vitamin và các khoáng chất. Hạn chế dùng các chất kích thích như thuốc lá, rượu bia. Điều trị tích cực các bệnh là nguyên nhân gây ra chuột rút nói trên.
Bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn. Loại nước giàu chất khoáng như nước oregon, nước chanh, đường, muối, nước dừa. Trước, trong và sau khi luyện tập lao động, đi bộ, leo núi, khởi động thật tốt trước khi vận động cơ thể. Trước mỗi buổi tập, tập thư giãn cơ bắp. Trước và sau mỗi lần luyện tập, tập vươn duỗi chân vào buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng khi thức dậy. Khi ngồi, co bàn chân về phía đầu gối càng cao càng tốt để máu dễ dàng lưu thông ở bắp thịt cẳng chân. Thực hiện chế độ dinh dưỡng cân bằng, đủ các chất đạm, đường, béo, vitamin và các khoáng chất. Hạn chế dùng các chất kích thích như thuốc lá, rượu bia. Điều trị tích cực các bệnh là nguyên nhân gây ra chuột rút nói trên. Bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn. Bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn.